thời thịnh thế trữ đồ cổ, thời loạn thế mua vàng kim, thời mạt thế phải tu hành. Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói quý như vàng. Từ xa xưa, vàng vốn là thứ kim loại quý hiếm mà nhiều người yêu thích. Vàng cũng từng được Đức Phật Thích Ca sử dụng để chỉ dẫn cho đệ tử của Ngài. Trước khi nhập Niết Bàn, Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng nói về ẩn ý của lá vàng và vàng. Khi một đứa trẻ khóc, cha mẹ sẽ lấy lá vàng của cây dương để nói với nó, đừng khóc, cha sẽ cho con vàng. Đứa bé nhìn thấy, nghĩ là vàng thật, liền ngừng khóc. Tuy nhiên, những chiếc lá cây dương này thật sự không phải là vàng. Cũng chính là nói khi đứa trẻ khóc, để vỗ về đứa trẻ, cha mẹ liền dùng những chiếc lá vàng trên cây dương, làm vàng cho đứa bé chơi đùa, miệng nói rằng, đừng khóc, cha sẽ cho con vàng để chơi. Đứa trẻ chơi đùa coi lá vàng như vàng thật, nên không khóc nữa. Tuy nhiên cuối cùng thì đây chỉ là lá vàng, chứ không phải vàng thật. Phật Thích Ca Mâu Ni đã ví pháp mà Ngài truyền ra như lá vàng, chứ không phải vàng thật, bởi Ngài biết rằng pháp của Ngài không phải là tối cao, còn có những Phật pháp cao thâm hơn. Đó không phải là điều mà con người có thể tưởng tượng được. Ngài muốn khi thời mạt pháp đến, con người hãy đi tìm Đức Chuyển Luân Thánh Vương để được cứu độ. Pháp của Đức Phật Thích Ca đã bị ma vương phá hoại rồi. Vàng được biết không chỉ dùng như vật trang sức quý báu, dự trữ, nó còn có thể ăn được và dùng trong ẩm thực. Hiện nay giới thượng lưu, người ta sẵn sàng chi ra hàng chục triệu đồng cho đến hàng trăm triệu đồng để ăn những bữa ăn giác vàng. Nổi tiếng phải kể đến món bò giác vàng. Người ta giác vàng cho cả một cái đùi bò với giá hơn 1.000 bảng Anh. Có thể bạn chưa biết đó là nhà hàng có tên Dolls Hà Nội Golden Lake. Họ sử dụng 10 tới 15 lá để gói một chiếc bít tết phục vụ được 4 thực khách. Không chỉ đùi bò giác vàng, còn có bánh trung thu giác vàng, cừu non giác vàng, đùi gà giác vàng, kem giác vàng. Thậm chí bạn ăn bánh giò cũng có thể giác vàng hay bánh rán giác vàng. Ở đây thì không biết đã có bạn nào ăn các món giác vàng này chưa? Không biết là ăn thực phẩm giác vàng này thì nó có vị gì? Hãy comment ngay cảm giác của bạn khi thưởng thức chúng bên dưới bình luận nhé! An Nhiên thì cũng chưa được thử bao giờ, nhưng nhiều bạn đánh giá thực tế là nó không có vị gì. Bánh rán bạn ăn vẫn có mùi vị như thường ngày, bò bít tết vẫn có cái vị bò thơm ngon như vậy mà thôi. An Nhiên kính chào quý khán thính giả của TCT! Vàng quý như vậy thì không biết những miếng vàng nó được chế tác ra sao? Bạn có nghe thấy tiếng vàng va chạm vào nhau không? Hay tiếng cắt vàng này và tiếng dập vàng vui tai? Vậy công nghệ chế tác vàng tuyệt vời đến độ chính xác như thế nào? Nếu bạn muốn khám phá, hãy cùng TCT tìm hiểu ngay sau đây nhé! Đây là thương hiệu chế tác vào máy rửa chuyên dụng để làm sạch và bào mòn vết cắt. Tiếp đến, thấm nước bằng. Ngày nay, nhiều người thường tặng vàng thay vì tặng tiền, nhất là khi gia đình nào có con cái kết hôn. Họ thường tặng vàng, đại biểu cho sự giàu sang và phú quý. Tuy nhiên, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một câu chuyện tặng vàng khiến ai cũng ngã ngửa bởi độ chơi khủng của nhân vật chính. Một bé gái khi đi học được bạn tặng quà, ba mẹ mở ra thì tá hỏa khi có 5 cây vàng trong hộp. Đây là một phụ huynh Trung Quốc chia sẻ câu chuyện của con gái mình. Cô bé đang học mầm non. Khi đi học về thì có cầm một hộp quà màu đỏ. Cô hỏi con bé là thứ gì thì con bé trả lời, con được một bạn nam trong lớp tặng ạ. Người mẹ thấy cái hộp có ghi vàng của một hãng nào đó thì thấy kỳ lạ, nên đã yêu cầu con mình mở hộp quà. Khi mở ra thì ba mẹ không còn lời gì để nói, khi bên trong là 2 thỏi vàng óng ánh. Ngay lập tức, chị liền liên hệ ngay đến phụ huynh của nhà bé trai để trả lại. Phụ huynh bé trai nhận được thông tin thì không những không lo lắng mà còn cười nói, chắc là vì ở nhà, cả nhà hay trêu vàng đó là để sau này tặng cho vợ con, nên nó mang đi làm quà tặng luôn. Cư dân mạng không khỏi hoang mang vì độ giàu có của những cậu ấm nhà giàu. Khi tính ra 2 thỏi vàng đó, tương đương với hơn 5 cây vàng, tức là 365 triệu đồng tiền Việt. Đến đây cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Và như mọi khi, nếu thấy video này ý nghĩa, quý vị và các bạn hãy để lại bình luận cũng như đăng ký kênh để nhận được video mới nhất nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, An Nhiên xin kính chào và hẹn gặp lại.